của chú quay trở lại kênh Chú Phú. Hôm nay em đi đến quán đồ cũ chơi thấy có vài món hay hay, em quay cho chú cùng tham khảo. Thì nhiều anh chị cũng bảo là quay mấy đồ ăn cối, ăn cay rồi ăn đi thôi. Tuy nhiên thì thi thoảng có. Mà thường thường ở cái bán đồ này thì nó không hay đầy đủ là cái bộ phận nó, phụ kiện nó. Cũng là bán cối nhưng ví dụ thằng cay kia thì nó sẽ đắt hơn Sony rất là nhiều này. Ví dụ thằng này đây. Sony Rotovilla Tiro here. Hit server control. Còn ITC 6440 à 6400. Con này nó bị cái bên phải nó có vấn đề chút. Đấy. Cái này. Thì cái tên cả là phát sinh. Khi mà quay này quay ngược lại thì có cái phát sinh cái âm âm gọi là âm gì không biết cái chuyện này là âm gì, nhưng mà âm thanh nó hơi bất thường một chút. Phải sao? Đây cái này bình thường mà nhỉ. Đây ví dụ bên cái bên phải bên trái này thì quay lại cứ đi gần lại cái trái thì bình thường, cái phải thì ok, bên này thì cái trái cũng bình thường, cái phải thì nó không quay được. Đấy, nó phát ra cái âm thanh như vậy. Đấy, nên là nó bị báo cái lỗi này thì người ta bán với giá một man mốt cả thuế. Nếu về sửa chữa lại cái bên phải là một chút thì ok, cũng bình thường. Còn lại thì cái nguồn thì đã check rồi, cái hoạt động thì người ta chưa check, người ta bán đồ hàng hỏng nhanh 11.000. Còn này khá nặng, tầm 2 triệu 2 triệu 3 đó. Còn cái mắc cái này thì đắt hơn này. R là cái bên phải, cái này nó tiếp xúc không tốt, này. Cái người ta tháo ra, người ta vệ sinh rồi. Người ta bảo là nếu mà mình tháo ra vệ sinh ấy, thì nó sẽ là tốt hơn. Còn đây cái bên phải nó sao tiếp xúc không tốt là sao? Không hiểu đó. Con này là AKX150 Custom Deck. Để giá của nó là 30.000 quý vị, 33.000 là thuế tầm 7 triệu. Output 50. Rồi, sau này thì cái hộp của nó đây là cũng không có thông tin gì cả. Đấy thì đây có hai em Akai, bên này có mấy đồ khác em sang quay anh chị cô chú cùng xem. Còn gì đấy nữa. Xui đây 707F, hôm nay sao bán 30.000 cũng khá là đắt. Còn Sony này, Sony gì đây? FM này thôi. Đây có mấy anh em đi cùng mua mấy cái mic để dây mic chuẩn bị về Việt Nam phát pha làng phát xóm thì vui. Mua hai đôi à? Hai đôi. Đấy, này một đôi này thì 1.000 một cái. Quý vị tầm 200.000, hơn 200.000 một cái. Đấy, anh về Việt Nam luôn, anh mang về luôn. Về nhà hát. Và sang bên này nhiều đồ, sang quay tiếp quý vị anh chị của chủ cùng xem. Ở đây thì có nhiều cái loa đứng này rất là đẹp. Onkyo giá tầm 2.2 triệu một cặp vậy, rất là đẹp này. Còn đây là BW thì nó đắt, BW thì 684S2 11.000, 110.000, tầm 23 triệu gì đó, 22 triệu gì đó. Đàn ông thì cũng 2.2 triệu, nhưng mà điện BW thì nó đắt gấp 10 lần, ghê thật chứ. Đây là một cái loa mà một ông nào người Nhật ông tự đóng. Đấy, nó có ghi là cái loa mà tự chế này, speaker này. Hay là ông tự đóng loa này, ông đưa ra ông bán nó vẫn được 22.000, tầm 5 triệu. Đây là loa bow thì 7 triệu một cặp như vậy, siêu cước. KEF này thì made in China 100W. Lòng này thì cũng khá là đẹp. Đây, trong nó rất là đẹp luôn mà rất là đắt. Dòng này thì không biết nhìn hình loa của Anh sao, nhưng mà sản xuất thì Trung Quốc hết nha quý vị nhé. Bây giờ thì đây phải lên China này. Hôm nay thì đúng rồi đấy, loa của Anh 100W,
Dòng này thì nó rất là đẹp, chất lượng âm thanh thì cũng khá là tốt, và cũng nó đắt, rất là đắt. Như ví dụ như thằng trong là con trầm của nó kìa, 23.700 KF PSW 2500 đấy. Trên nó cũng là KF tiếp center, đây là một bộ, đây là một bộ luôn. Một loa center này, một loa trầm này, hai loa con này, hai loa đứng đấy. Nếu mà chơi một bộ này thì cũng khá là tốn kém. Em tính sơ qua quý vị một chút, con này 71.500 là hạn tầm 140 mấy triệu đó, 143 triệu. Con này 5.500.000 nữa, gần 150 rồi. Trên kia là 7 triệu, đó là 150 mấy triệu rồi. Trên thằng kia chắc cũng phải 5 triệu nữa, tầm 160 triệu một cái bộ này. KF của loa của Anh, xuất tại Trung Quốc. Đấy. Con đắt. Còn thằng bên này thì có gì quay thì cùng coi. Đây là âm ly loa, đèn đâu? Âm ly của cái đèn trên này. Âm ly của cái đàn đóm. Đây có cái đèn, rồi cho đèn nháy nhất. Và cái loa cầu kéo kìa, loa cầu kéo kìa. Nó kéo giá tầm 2.2 triệu, loa gì đây nguyên ạ? Là CSP 10P Classic Pro. Con này thì công suất của nó là bao nhiêu đấy? 100W. Đấy. Loa về 2.2 triệu nha quý vị nhá. Có hai loa cầu kéo. Nhiều anh họ cũng hỏi là có loa cầu kéo không thì cũng có, nhưng thi thoảng có, mà toàn loa Trung Quốc thôi nhá. Chứ mấy cái hãng của Nhật thì không có. Đây là IST SVK 80 này. YTS và KF 80 của Yamaha này. Con này bán 5.500 trụng mốt. Con này công suất hình như là 60W. Con này thì sản xuất ở đâu đấy? Made in Malaysia. 60W Malaysia như vậy nhé. Khá là đẹp. Còn đây thì cũng có nhiều cái đôi loa nó khá to. Ở bên này có con súp Yamaha NXS với KF 30 2.200, con này 25W. Con này thì khá là nặng nhưng mà này công suất mình khá nhỏ. Ngoại hình nó chung đẹp, 90% á. Nó là đi tôn Yamaha NS 200M. Bát là 25 nha quý vị. 150W. Con loa 3 quay. Con này thì 150W 6 ohm. Con này thì không thấy ghi công suất. Giá thì cũng tương đương nhau, 4.500, 4.500 đó. Đây là một MSX500 Spirit của Victor, 180W nha quý vị nha, 6 ohm, 90 dB xuất lực, cũng khá là đẹp. Con này thì khá đẹp, Victor dòng này khá đẹp, 4.500.000. Còn bên này là mấy con lo tay còn là âm ly Sansui, đây cũng khá là nhiều đầu CD, âm ly AV. Đây em 2S-005, con này 55W này. Con này cũng nhìn nó nhỏ nhưng nó dài tận phía sau đó. Nặng, khá là nặng. Đây quý vị coi này, cái loa của cửa hàng. Nói dưới này thì có gì đây? Loa bầu 201 AVM này, có một cái bán 5.500, đắt thế. 5.000 không thuế à? Không thuế thì 60W này, 5.000 là 1 triệu, còn là một cái mà 1 triệu khá đắt. Ai mua chắc là nằm đấy suốt, không bao giờ mua. Ở dưới kia thì có loa rồi bấu này, Sony chùa trầm Sony này, bộ 201 của Onkyo này, 3 triệu, 3.500.000, đẹp. Made in China. Nói chung dòng này thì cũng khá đẹp. Ở đây thì có một em bow bát module 500, có giá là gần 8 triệu, hàng mới nguyên hộp. Còn phía trên này thì có một em 2L LSR305 của JBL. Con này thì một là sale khá đẹp, sale 5 inch. Cái loa này kích thước 5 inch,
của Haman xuất JBL tập đoàn Haman. Con này đây hơi công suất đây quý vị, con công suất là âm ly là 80W, còn công suất loa cực đại 127W. Đấy, cũng khá là đẹp đấy nhé, bên ngoài thế này con nguyên hộp quý vị nhé, có mở ra để trách tôi ấy, nhưng mà nguyên hộp. Đây là sao quý vị nhìn một tí cho dễ. Bên ngoài ra thì đây có gì đây, còn đài Panasonic 3.3700.000, 108 AM/FM này. Ở đây có một loa cái âm ly quay music system bao 5.5 triệu, có CD radio này. Đấy, con này thì đây khe là JCD, âm ly này cũng chơi khá hay. Còn bên này thì nhiều ở cái ở đây có con thì đây là cái là màu 101 mờ nha quý vị. Con này thì cái căng là cái màu này khá là lạ. Đây một đôi. Thì cái giá là 7.700. 150W USA. 7.5 triệu đó. Đó lại mấy thằng khác tầm 4.000. Đấy thằng này nó cái căng này nó anh giám sát nhưng mà vải ngoài nó hơi xấu hơn chút nên nó rẻ hơn. Còn chất lượng thì vẫn ok thôi. Đấy thì một số đồ em quay viện chị của chú xem tham khảo. Em sẽ đi xem một vài đồ khác, có gì hay em sẽ quay. Đấy, em xin chấm dứt video tại đây. Xin chào và hẹn lại quý anh chị của chú trong video sau. Rất là nhận được cái sự tiếp tục ủng hộ đăng ký theo dõi của quý anh chị của chú. Em xin cảm ơn và chân thành chào tạm biệt.